Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã quán triệt chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo định hướng nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, thảo luận một số vấn đề về công tác tham mưu cấp ủy trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, công tác tuyên truyền, chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực kết hợp nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đổi mới hoạt động trang, nhóm trên mạng xã hội, ngăn chặn các thông tin xấu, độc.